Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, bằng các chính sách đầu tư và sự nỗ lực của người dân, nhiều điểm tham quan du lịch cộng đồng ở các địa phương vùng dân tộc miền núi ở tỉnh Thái Nguyên đã được mở ra và thu hút được nhiều du khách đến trải nghiệm và tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc. Trong chuyên mục Cộng đồng các dân tộc Việt Nam hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng trải nghiệm những địa chỉ như thế. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một điểm du lịch cộng đồng của bà con người Dao Quần Chẹt ở xã Quân Chu, huyện Đại Từ, bên dãy Tam Đảo hùng vĩ. Gia đình anh Triệu Tiến Tư là một trong 20 hộ gia đình dân tộc Dao Quần Chẹt ở xóm Hòa Bình, xã Quân Chu, huyện Đại Từ. Bao đời nay, gia đình anh cùng bà con trong xóm sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đi rừng và gắn bó với những nương chè. Cuộc sống thuần nông, thu nhập thấp, không ổn định. Đầu năm 2019, cùng một người bạn làm du lịch, anh đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo nông trại của gia đình, thành lập, làm chủ hợp tác xã Quân Chu. Nhận thấy là cái việc là địa phương thì có tiềm năng phát triển về du lịch sinh thái cũng như là trải nghiệm bản sắc văn hóa. Thì từ đó thì chúng tôi đã thành lập lên Hợp tác xã Quân Chu. Và mục đích chính của Hợp tác xã Quân Chu đó là vẫn lấy cái nền nông nghiệp làm gốc. Bên cạnh đó thì là cũng sẽ kết hợp thêm các cái hoạt động, ví dụ như là hoạt động trải nghiệm các bản sắc văn hóa cũng như là trải nghiệm các hoạt động mà gắn liền với phong tục của dân tộc Dao. Hợp tác xã được thành lập chủ yếu là người thân, bạn bè, với sản phẩm là chè và dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng, giúp định hình và vươn xa các sản phẩm, thu hút du khách, quảng bá du lịch địa phương, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên, đặc biệt góp phần gìn giữ, lưu truyền và phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của gia đình, của đồng bào dân tộc. Ở nhà thì mọi người vẫn gìn giữ nét văn hóa dân tộc của mình rất là tốt ạ, bởi đến thường đến ngày lễ thì bà và các cô và các chú vẫn hay làm những cái lễ hội, như ví dụ như là lễ hội cấp sắc. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà gìn giữ được cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thành lập chưa lâu, lại đúng khoảng thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19. Nhưng với hướng đi bền vững, phát huy nguồn tài nguyên sẵn có, các sản phẩm của Quân Chu Farm đã dần có chỗ đứng, tạo dấu ấn về một điểm đến sinh thái, cộng đồng giàu bản sắc. Chúng tôi thấy rằng là mọi người rất là trân trọng giữ gìn những cái nét văn hóa cũng như những cái di sản đấy. Thứ hai là tôi cảm nhận được là mọi người rất muốn là phát huy được nó lên, không chỉ bảo tồn, không chỉ duy trì nó để cho những thế hệ mai sau, mà đồng thời phát huy để một phần nào đấy là đóng góp vào để xây dựng cái sự phát triển kinh tế đi đôi với việc mà phát triển cộng đồng. Phát triển du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số đang từng bước trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế du lịch dịch vụ của các địa phương. Để phát triển du lịch một cách bền vững thì người dân đóng vai trò quan trọng, quyết định để tạo ra những sản phẩm văn hóa tiêu biểu, thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Hy vọng thời gian tới, Quân Chu Farm của anh Tư sẽ được du khách biết và đến trải nghiệm nhiều hơn, đời sống bà con ấm no hơn, yên tâm sinh sống, nương tựa và gìn giữ cảnh quan, bản sắc trong nhịp sống hiện đại. Thưa quý vị, du lịch cộng đồng được đánh giá là mô hình mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách và đóng góp cho phát triển kinh tế ở các địa phương. Cùng với đó là các bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy. Từ điểm du lịch của bà con người Dao ở xã Quân Chu, huyện Đại Từ, trong phần tiếp theo chúng tôi mời quý vị đến với xóm người Tày, Quân Tát ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa để xem bà con đang làm du lịch như thế nào, để vừa giữ gìn những phong tục tập quán, bản sắc văn hóa ở nơi đây, vừa nâng cao thu nhập. Nằm cách đền thờ Bắc Hồ trên đỉnh đèo Re, xã Phú Đình khoảng 2 km,
xóm Quần Tác có 102 hộ dân với 404 nhân khẩu. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Xóm có diện tích khoảng 50 hectare, chủ yếu là đồi núi. Nằm trên địa bàn xóm có cụm di tích lịch sử nơi Bác Hồ ở Quần Tác. Cây đa, đoạn suối Quần Tác nơi Bác tắm giặt và câu cá, nhà sàn và hầm Bác ở đồi Nà Đình và danh lam thắng cảnh thác Quần Tác. Tại địa điểm này, Bác Hồ đã từng ở và làm việc từ ngày 20 tháng 11 năm 1947 đến tháng 1 năm 1954. Với những điều kiện thuận lợi về lịch sử, danh lam thắng cảnh, bà con nơi đây rất mong muốn sẽ phát huy được những tiềm năng sẵn có để nâng tầm vị thế du lịch lịch sử, du lịch cộng đồng tại Quần Tác. Xu hướng bây giờ thì muốn làm cái homestay thì anh tôi muốn là phát triển homestay này và những như là những cái nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày ngày xưa thì tôi muốn là nhân rộng thêm nhiều cái mô hình như nhà sàn này. Thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030. Xóm Quần Tác sẽ là trung tâm và điểm đến của khách du lịch. Tại đây sẽ có sản phẩm du lịch, đó là tham quan các điểm di tích lịch sử, di tích danh thắng, thác và hồ Quần Tác, tham quan các hoạt động văn hóa tại làng du lịch Quần Tác. Người dân xóm Quần Tác đang kỳ vọng rất nhiều vào sự thành công của đề án để có thể phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, góp phần đưa ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Đây là một cái điểm nhấn, có thể nói rằng là cái bản sắc các dân tộc như là của người Tày, người San Chí và người Dao thì đây là những cái nội dung mà chúng tôi rất quan tâm, tại vì đây là nó gắn để mà thu hút khách du lịch cũng như là để mà phát huy cái truyền thống giáo dục cái thế hệ trẻ, thì cái quan trọng nhất đó là cái bà con giữ được cái nét, cái truyền thống và cũng như là cái những cái đặc trưng văn hóa dân tộc ở vùng miền, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Phú Đình là cái tỷ lệ dân tộc chiếm 70%. Xác định làm du lịch cộng đồng ở Quần Tác phải bền vững. Vậy nên, cùng với việc định hướng cho người dân về du lịch cộng đồng, các hộ trong xóm còn được tạo điều kiện tham quan các mô hình du lịch cộng đồng nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có cơ chế hỗ trợ thành lập hợp tác xã du lịch, mở rộng đường giao thông, nâng cấp hạ tầng Internet, sóng điện thoại, phối hợp với tỉnh để số hóa 3D các điểm di tích để thuận tiện cho khách du lịch tham quan tìm hiểu. Và trong đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Định Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quần Tác được xác định là một trong những điểm đến du lịch cộng đồng nổi bật của huyện. Chúng tôi quy hoạch và đang thu hút các nhà đầu tư vào các điểm di tích lớn như là trong Bảo Linh, Hồ Bảo Linh hay là du lịch ở bản du lịch cộng đồng của Quần Tác hay là chùa Hang Chợ Chu. Và huyện cũng đã xác định, mặc dù là ngân sách còn rất khó khăn thì chúng tôi cũng bỏ ra tầm khoảng hơn 12 tỷ để làm cú hích ở trong cái du lịch cộng đồng. Phát triển du lịch không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế cho người dân mà còn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa, phát huy những giá trị của di tích lịch sử. Hy vọng rằng du lịch cộng đồng ở Quần Tác có thể đi sau nhưng phát triển phải bền vững và thành công như kỳ vọng. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Cộng đồng các dân tộc Việt Nam do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thực hiện. Chương trình hôm nay đã mang lại những trải nghiệm văn hóa ở một số điểm du lịch cộng đồng của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Và tới đây, chuyên mục các dân tộc Việt Nam của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.